Ngày 15 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn 1989, trú xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, tử hình về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và đánh cắp tài sản. Theo cáo trạng, chiều 31 tháng 1, Tuấn phát hiện chị T.L.N. 1998, trú xã Quế Phước, là người tâm thần, tay cầm một sấp tiền đi bộ vào khu vực miếu xã Đông Anh. Tuấn đi theo và khi đến khu vực miếu, lợi dụng vắng vẻ dễ đã khống chế chị N rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị N chống cự quyết liệt rồi lên cơn động kinh, sùi bọt mép và ngất xỉu. Tuấn sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm đã nhấn chìm chị N xuống sông Thu Bồn rồi lấy số tiền 120.000 đồng và bỏ về nhà tắm rửa, ăn cơm. Thi thể chị N nổi lên mặt nước sau đó 2 ngày và được xác định tử trận do ngạt nước, suy hô hấp và tuần hoàn không phục hồi. Tuấn bị cầm ngay sau đó. Cáo trạng cũng cho biết trước khi sát hại chị N, Tuấn đã thực hiện một vụ đánh cắp tại nhà